là chốt cặp chậu tròn này với cái đôn nè, chốt cặp chậu tròn này với cái đôn đó, là để gì ấy về cho cây tre mẫu đơn. Và cái đôn 1 mét, cái đôn của đây, cái đôn của cái chậu 1 mét này để qua cái chậu 1 mét này, là cái đôn bên kia là cái chậu bên này đó. Mua cái chậu xịn sò luôn, loại xịn luôn, loại tốt á. Mua chậu này là chậu đúc bê tông nha mọi người, đúc bê tông luôn, đúc đá mi á, chứ không phải là chậu đúc xi măng không đâu. Bê tông cẩu khiên là không có vỡ. Tại cái cây mai tới mấy chục triệu à, mai mấy chục triệu ra đây chơi cái chậu cho đáng đồng tiền bát gạo luôn, vì cây vô chậu như là hoàng hậu lên ngôi mà. Cây giá trị, cái đưa cái chậu giá trị vô cho nó đẹp, chậu cũng giá giá lắm đấy, một triệu hơn cái chậu này á, luôn đâu là ok nha. Nói chung là mọi người chơi là phải chấp nhận ha. Con người ngang cả nhà một thời gian là cây nó lớn hơn lên rồi thì buộc mình phải thay qua cái chậu nó lớn hơn. Chậu này 60 rồi, giờ thay qua chậu 1 mét ngang cả nhà, bởi vì thay chậu cho cây lớn và cho thay chậu cho nó đẹp hơn nữa. Do là cây khủng thành thử là mỗi lần thay chậu là phải dùng cả cẩu nha cả nhà, chứ không phải là dùng công thì rất là nhập công, phải rất là nhiều người, nhưng mà phải dùng cẩu thôi. Lùi luôn cần ơi. Chạy lại chút, chạy lại chút, lùi cái bãi chút. Rồi rút cần lại đi. Ơi, lên cam. Rút cần lên cam á. Rồi hạ xuống. Rồi nhẹ nhàng theo bước này kia ra chút xíu. Rồi xuống đây. Xuống đây bị cái đó kéo đụng cây mai. Rồi xuống đi. Con đẩy qua cái đụng cây mai con. Lên đi, rút kém á, rút kém thôi. Rồi qua bên đi. Đã luôn, đã cái gì đó, đúng rồi, đi luôn. Rồi đang quay TikTok đây. Rồi bắn lên. Bắn tới đây. Đấy, chuyển vào. Đẩy quên bỏ mấy cái miếng này ra. Qua đi. Từ. Cứ thẳng xuống đây. Rồi được á. Rồi. Xuống. Thả cáp.
Không giữ vậy. Xuống đi. Tiếp. Rồi, xuống đây, xuống đây. Ok, giữ thẳng đây, giữ thẳng chiều tí vô canh. Rồi, xuống đây. Sao thẳng anh bé dòm giùm em thẳng vô vậy? Bị rồi, chém vô. Rồi, chém vô. Chém thẳng lại. Thank you.